Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sa Rá Bắc Tây Nguyên. Mời mọi người cùng với em chúng ta cùng nhau ngắm dề lan kiều mở ga nở hoa trong vườn nha ha. Đằng này thì năm cánh nó tròn, cùng với đó là cái cánh nó rất là vàng mọi người, cánh vàng, lưỡi vàng. Đặc biệt là phần lưỡi thì có cái kiểu mà viền lưỡi nó long long mọi người. Nó kiểu giống gọi người ta gọi là lưỡi tuyết đó. Đây. Phần hồng thì nó hơi xanh xanh tí, hồng lưỡi á, hơi xanh xanh tí. Rồi. Đây cái giống lan kiều này gọi là kiều mở ga mọi người nha, kiều mở ga. Vườn em thì cũng có nhân giống ra được một số chậu. Thằng này thì cũng mới trồng được thời gian thôi. Kép vào chắc tầm được cỡ hơn tháng. Rễ thì bắt đầu nhú thôi. Khả năng là tầm sang năm thì sẽ có những cái lùm, những cái bụi lớn mọi người nha. Chung bữa nay kiếm được cái giống kiều mở ga mà nó vàng vậy thì cũng rất khó mọi người. Mua về thì vườn em thì cũng trồng chăm sóc, và đợt này thì hoa nó nở thì cũng chính xác rồi. Bữa giờ nó không nở nhiều mọi người. Được cái là cái cây nó chuẩn giống á, nên là mình trồng mình an tâm. Có thể là sắp tới thì em sẽ bán chia sẻ số chậu, nhưng mà em nghĩ là đối với anh em mà mua thì xác định là cái chậu nó mới bắt đầu nhú rễ thôi. Còn để chờ mà cái hàng nó rễ ra chắc chắn và thêm nhiều thân mới thì chắc là phải chờ qua năm mọi người nha. Cái quan trọng là nó chuẩn cái giống cây là cái điều mà vui nhất khi mà trồng lan mọi người. Lan kiều thì nó có rất nhiều giống. Khi anh em đi trồng mua giống, người ta báo đường về nó nở ra đường là không biết, lúc chưa nở hoa mà bán là chết luôn nha. Bên vườn em thì trồng chăm sóc cây lúc nào cũng đảm bảo chuẩn giống, mình chia sẻ. Thứ nhất là được cái tín, người ta mua một lần là bữa sau người ta quay lại mua tiếp. Chứ anh bán đăng mà về hoa nở nẻo thì sao khách người ta bỏ chạy luôn. Rồi. Cái dề đang hoa này anh em nào không biết có thích sưu tầm không? Dề này giá 300 ngàn mọi người nha. Kiểu mở ra hoa vàng rất đậm. Ngoài ra thì anh em thích cái hàng chưa hoa thì cũng có. Đấy, cũng 300 ngàn. Thằng này giá, cái giống này giá nó cao không mọi người? Anh em mua thì xác định chịu khó đầu tư một tí nha. Nó không phải là như cái dạng như kiều cánh trắng lưỡi vàng bình thường. Cái dòng mà cánh vàng lưỡi vàng đây nó giá nó cao. Thân thì nhìn nó giống như kiều thường ấy, nhưng mà cái đặc điểm quan trọng nhất của nó là hoa mọi người. Thơm mọi người, thằng này thì khi ngửi gần á thì nó có cái hương thơm nha. Nó thơm giống như là những cái bông kiều trắng tuyền vậy. Rồi, hôm nay thì có cái chậu kiều mở ra nở trong vườn để quay cho anh em xem. Sau này lúc có bán sang năm bán cái bụi, những cái bụi lớn thì có clip hoa cho anh em xem ngắm cận cảnh cho đẹp. Rồi, xin chào mọi người ạ.